Mới đây, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp bắt giữ và dẫn giải Dương Minh Châu ở phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn đã nhận được đơn trình báo của một công dân ở phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn về việc đầu tháng 9 năm 2023 do có nhu cầu đặt mua các loại mũ lưỡi chai sản xuất bằng vải để tiêu thụ tại thị trường Mông Cổ nên người này đã lên mạng xã hội Facebook để đăng tin cần mua hoặc đặt hàng sản xuất loại hàng hóa này. Sau đó có một tài khoản Facebook mang tên Anh Khang Khang Anh và Zalo Minh Châu tiếp cận và đặt vấn đề có thể cung cấp các loại mũ lưỡi chai. Theo thỏa thuận, bị hại đã hai lần gửi tiền vào tài khoản của đối tượng này với tổng số tiền là 195 triệu đồng. Sau khi nhận đủ số tiền, đối tượng đã chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên. Hiện Công an Thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.